đây cường mới phát hiện ra nè anh em đây là cái phôi tán đầu đinh ha không lẽ nó lại là nơi sản sinh ra những cụm rừng trong tương lai đúng không anh em <laughs> trời ơi tán nó không lên mà nó đi mọc lên rễ không nè anh em thấy không đây tán đầu đinh ha để cho anh em rút kinh nghiệm nha